Mình ở đi. Mình thua đi. Sẽ để đến 56 rồi chơi nhá. Đợi một tí. Đợi một tí. Không, đi chơi nhá. Có. Đợi 2 phút nữa. 2 minutes. Mày không hiểu à, cho 2 phút thì tao còn biết được. Thì nó mới đến chuỗi, tao mới tắt đi. À không sao cả. Okay. Này, chơi. Ừ. Hát đi. Hát đi à, hát bài gì? Na 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 na. Những suy nghĩ trong hãy lòng. để cho em, hãy để cho em đừng có na 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 suy nghĩ, đừng làm tăng tưởng thế na 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 phơi rồi. Hãy để anh yêu em lần nữa. Ok. Này, giơ hai tay lên. Cất qua Cái đêm gì này? một ngày. Giơ hai tay lên. Không có qua gì hết. Giơ lên. Giơ tay lên đây này. Ừ đúng rồi, ngồi im đấy. Ngồi, ừ để này cũng được nhá. Ngồi im đấy. Con quỷ già. Không, để thế này. Để lên đây này. Ôm này nhìn cho cu tê này. Cu tê, cu tê. Để đây. Để lên. Ừ đúng, ngồi im đấy. Đã giúp đỡ, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em và giúp đỡ Vi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cái gì đấy? Sao đây? Hả? Ê. Cái gì? Đau mắt à? Cảm ơn em. Đau mắt cái gì mà đau mắt? Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn Hà. Cảm ơn anh Tao Gút. Em cảm ơn chị Ngân. Em còn cảm ơn chị My. Cảm ơn My. Cảm ơn Thanh Thảo. Cảm ơn chị Xuân. Cảm ơn chị Mai. Cảm ơn TP Suri. Cảm ơn Ngọc Mỹ. Cảm ơn Xuyến. Cảm ơn Khánh Hòa. Cảm ơn Mê Mê. Cảm ơn Thủy Nguyễn. Cảm ơn Trinh Nguyễn. Cảm ơn Quỳnh. Cảm ơn Ngọc Hải. Cảm ơn Thanh Xuân. Cảm ơn bé Hân. Cảm ơn bé Nhi. Cảm ơn bé Mèo. Cảm ơn Sari. Cảm ơn bé Jun. Cảm ơn Johnny, cảm ơn Huỳnh Như. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn Sapira. Cảm ơn bé Mi, cảm ơn Hồng Hạnh. Cảm ơn Đặng Văn Đơ, cảm ơn Lâm Ngọc. Cảm ơn bốn chị em, cảm ơn Heo Sinh. Cảm ơn gia đình nhà mình rất là nhiều. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ và ủng hộ em, đã yêu thương em và Vi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Này, về không biết nói gì nữa thì Vi nói đi. Đi nói đi. Nói đi. Nói đi. Tình chưa đi. Cảm ơn chị Quỳnh. Sao đây? Này. Làm sao đây? Thank you Ari. Thank you Ari. Cảm ơn chị quá nhiều. Cảm ơn chị San. Cảm ơn chị Đại Dư. Thank you Uda Dubai. Cảm ơn chị Ngô Yên Tô. Cảm ơn chị Mai. Cảm ơn chị Vin. Thank you, Mạ Hiền. Thank you, Mạ Mila. Thank you, Vi Linh.
rất xinh đẹp sợ ma. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn Việt Nam nha, cảm ơn Indonesia, thank you Malaysia, thank you Taiwan, thank you Hong Kong, thank you Dubai. Cái gì? Để một tí. Đây. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều, cảm ơn em. Cảm ơn mọi người, cảm ơn các anh, các chị và các em rất là nhiều đã giúp đỡ Đạt và Vi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nói chung là em chả biết nói gì và cũng chẳng biết là phải làm gì để cảm ơn mọi người cả. Em chỉ biết nói những lời cảm ơn thôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Una. Cái gì đấy? Hả? Cảm ơn mọi người ơi nha. Cảm ơn mọi người ơi nha. Terima kasih. Thank you very much. Terima kasih. Terima kasih. Cái gì đấy? Này. Đời. Đời. Trước khi cái gì đấy? Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người. Gì đấy? Thank you thơ, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hắn nói là hắn thật sự là Vi không nghĩ là Vi được top 1 đâu. Vi cũng nói với em. Vi cũng nói với em là không nghĩ, chưa từng nghĩ là bạn ấy sẽ được top 1 cái sự kiện này. Thì em bảo là bạn cứ like đi. Bạn cứ like đi, mọi người yêu thương bạn, mọi người sẽ giúp bạn. Hắn cấm em, hắn cấm không cho em lên tiếng. Thì em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người. Hắn không nghĩ là hắn được top 1 đâu. Nên là hắn xúc động đấy. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã giúp đỡ em và giúp đỡ Vi. Cảm ơn mọi người. Vi ơi. Vi. Sao đấy? Không. Không à? Có khóc tiếp không? Khóc tiếp không? Mở nhạc cho mà khóc. Hả? Có khóc tiếp không? Mở nhạc cho mà khóc. Mưa nè. Mưa. Cảm ơn Hà, cảm ơn em, cảm ơn em, anh Đào Gút. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, cảm ơn Cà Chua. Cảm ơn gia đình Villa, thank you Indonesia. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Vi hát nha. Này thôi Vi đi ngủ đi. Đi ngủ đi. Đi ngủ đi. Đi ngủ đi. Không cái mọi người ơi là mưa. Đi mưa. Đâu mất à. Cảm ơn mọi người. Và mọi việc sẽ dễ dàng hơn rồi. Mọi việc dễ dàng hơn rồi. Đi, bây giờ
Adi à? Bình chọn. Vòng 2 là đến lượt bình chọn mọi người ạ. Ai có những lượt bình chọn ai có những lượt bình chọn là nhiều hơn thì sẽ thắng mọi người nhá. Nên là Việt Nam có thể giúp Indonesia mà vì Indonesia có thể giúp Việt Nam về cái việc bình chọn này. Mọi việc đã dễ dàng hơn rồi mọi người ạ. Thank you, Ari. Sao đây? Mưa. Mưa. Đúng. Nó ra là mưa. Hả? Mưa. Mưa. À đi đâu? À đi đâu? Không biết. Không biết à? Cô Na đi. Không. Không. Okay, Mama đi mọi người đi. Ơi nha, sắp tâm. Thế nào? Thank you mọi người ơi nha. Thank you guys. Nhưng mà có xin bất thường rồi nha. Đợi một tí, đợi một tí. Đâu? Thế bây giờ mời Adi mời kiểu gì? À đây. Cảm ơn chị Tiger, cảm ơn chị cô giáo. Mọi người cảm sang Adi, mọi người spam đi. Spam bên Adi. Spam bên Adi giúp em ơi, cảm ơn mọi người. Cảm ơn chị Berlin, cảm ơn chị Anua. Thank you Mãi Di, thank you chị Phương, thank you Phi. Mẹ Bơm, thank you Ani, thank you Bạn Ngân. Cảm ơn mọi người ơi. Không. Okay, thank you, Ari. No good. Không. À. Smile, no cry, hiểu không? Thank you, Mila. Bí ơi, đợi một tí nhá. Cô Na đi. Bí cô Na đi đây. Không. Đúng rồi. Thật không? Để xa cú, quay xe mình ăn kể xí xô khẩn.